Vào chiều ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 30 Tết, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang và bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Đức Hòa. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cùng đoàn công tác đến thăm các đơn vị lực lượng chủ trang đóng quân trên địa bàn huyện Đức Hòa gồm trạm radar 48 thuộc sư đoàn 367, đại đội công binh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự huyện và công an huyện tại đây chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn úc ân cần thăm hỏi tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị bên cạnh đó ông cũng mong muốn các lực lượng luôn phối hợp tuần tra kiểm soát giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tối cùng ngày, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực hậu nghĩa và bệnh viện đa khoa xuyên Á Long An nhân dịp Xuân Giáp thịnh 2024, đồng thời trao tặng quà Tết cho 135 bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.